Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường nhựa thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Hôm nay ở cái khu vực này người ta xây dựng rất là nhiều nhà máy, rồi các dự án năng lượng mặt trời. Ngay bên cạnh tôi đây là có một cái dự án năng lượng mặt trời này anh chị. Anh chị ha. Thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh anh chị ha. Bên này là có một quỹ đất dự phòng của họ luôn này. Họ rào rất là kỹ. Con đường này người ta đang làm nhé, người ta đang làm gần tới đây rồi, rất là đẹp, rất là đẹp anh chị nhé. Hôm nay tôi quay cho anh chị xem nhé. Cái dự án điện năng lượng mặt trời này quy mô rất là lớn nhá, rất là lớn anh chị ạ, cực kỳ lớn. Đó. Bên này cũng vậy. Theo tôi đoán đây là quỹ đất dự phòng của họ. Tới đây họ sẽ triển khai cho bên này. Tại vì tôi thấy cái hàng rào bên này này, với cái hàng rào bên này nó là một y như nhau luôn. Tôi đoán đó là cái quỹ đất dự phòng của cái đơn vị làm cái năng lượng mặt trời này anh chị nhá. Đó. Hôm nay thì chúng tôi lên đây thực hiện quay video 3 đến 4 sản phẩm ở khu vực trên này. Nên là tiện qua con đường này tôi quay giới thiệu thêm cho anh chị ạ. Khu này thì giáp với cái khu mà kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư nó có quy hoạch để cho các công ty mà sản xuất có những cái ngành công nghiệp nặng như là dệt nhuộm này, rồi xi mạ lên trên này, chị ha, tỉnh đã quy hoạch ở tầng 28.000 hecta cho khu vực trên này, cho khu vực trên này đấy chị ha, dành riêng cho những các nhà máy, đơn vị công nghiệp nặng, chị ha, công nghiệp nặng đứng lên trên này để sản xuất. Còn dưới kia, dưới thành phố Đồng Xoài, Đồng Phú, Trơn Thành, Bình Long, Hớn Quản thì chỉ những ngành công nghiệp nhẹ thôi anh chị nhé. May mặc, da dày thôi, gỗ, nông sản thôi. Chứ còn mà để sản xuất những cái hàng, mặt hàng mà nó có cái mức độ xả thải nặng thì phải lên trên này. Vì trên này dân cư thưa. Hệ thống xử lý nước thải trên này sau này người ta xử lý một cái hệ thống, người ta xây dựng một cái hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn của quốc tế, của quốc gia, không có bị rò rỉ người ta môi trường, ô nhiễm môi trường. Còn dưới kia thì dân cư đông đúc, với lại cái hệ thống xử lý nước thải chưa người ta chưa làm để cho nó phù hợp với cái ngành công nghiệp nặng, nên là người ta, nhà nước người ta quy hoạch cái khu riêng cho cái vùng này để làm công nghiệp nặng chị nhá, riêng huyện Lộc Ninh thôi. Nếu mà anh chị nào mà công ty mình mà sản xuất về dệt nhuộm này, về xi mạ thì mình nên chỉ có Lộc Ninh thôi, Lộc Ninh mới làm được phải anh chị ha. Và tới đây Lộc Ninh rất là phát triển anh chị nhé, rất là phát triển ha. Đó. Cái con đường tôi đang đi này họ mở rất là rộng luôn, cái phần bằng ngoài quốc lộ 13 vào ấy, thì người ta đang làm vào được 15 cây số rồi. Đó. Cái chỗ tôi đang đi đây thì tới đây người ta sẽ làm ở tới đây hết anh chị nhé. Còn đất ở đây thì cái địa hình rất là bằng phẳng, anh chị nhìn những cái mái nhà màu xanh không, vì đó là ông những cái đơn vị sản xuất người ta. Đất rất là rộng lớn anh chị ha, dành cho những công ty về chăn nuôi gia súc, gia cầm như heo, và đây đặc biệt là CB bao trọn hết khu này. Thứ hai nữa là năng lượng mặt trời. Cái thứ ba nữa là các ngành công nghiệp nặng, những nhà máy sản xuất. Tôi vừa chia sẻ về những cái mặt hàng mà có cái mức độ xả thải nặng thì lên đây
Và trên này cũng có khu nghiệp Nedana 425 hecta, rồi khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, nhà nước thì quy hoạch là 28.000 hecta. Thì những đơn vị nào mà phát triển về bất động sản công nghiệp thì mình cứ có năng lực tài chính đến đâu thì mình xin quỹ đất đến đó, nằm trong vùng 28.000 hecta là được anh chị ha. Như là khu nghiệp Nedana người ta xin là 425 hecta, các khu nghiệp khác như là 90 hết, 120 hết, vân vân. Nhưng mà nằm trong cái khu 28.000 hecta này, 28.000 hecta này, 28.000 hecta là cực kỳ là rộng lớn, không hề nhỏ anh chị ha. Con đường tôi đang đi là con đường nhựa nhưng mà nó là lâu rồi nên nó hư hỏng nên nhà nước bây giờ đang làm mới. Đây là có cái nhà máy chăn nuôi của CB này. Đây anh chị xem. Chính vì có những cái nhà máy đặt ở trong này, chính vì có những cái nhà máy chăn nuôi đặt trong này, rồi những cái dự án năng lượng mặt trời đặt ở trong này thì nhà nước người ta phải làm con đường vào đây để cho những cái công ty này giao thương hàng hóa. Ví dụ như công ty chăn nuôi này người ta chở cám cho heo, rồi người ta xuất chuồng heo đó. Nuôi của CB này của Thái Lan anh chị nhá. Còn đi vào sâu vào trong nữa thì rất là nhiều các đơn vị người ta lấy những cái quỹ đất để người ta làm về gỗ cũng có, năng lượng mặt trời như anh chị thấy, chăn nuôi. Đấy, thì hôm nay theo chân anh cộng tác viên khu vực huyện Lộc Ninh của chúng tôi thì chúng tôi cập nhật được 3-4 sản phẩm ở đây, chúng tôi để gửi tới những quý anh chị cần những quỹ đất lớn và giá rẻ để mình làm về nông nghiệp anh chị ha. Đặc biệt ở đây là có cây cao su. cây cao su ở đây thì điều không có đâu, điều tôi thấy ở huyện Bù Đăng mấy huyện Bù Đăng với huyện Đồng Phú là nhiều. Điều thì Lộc Ninh thì chiếm tỷ lệ rất thấp anh chị ha. Ở đây cái đó là số là cao su này nhiều. Thì anh chị nhớ đăng ký kênh của CBT Land để theo dõi những cái video về những miếng đất, những khu đất rộng lớn ở huyện Lộc Ninh của chúng tôi. Và tới đây chúng tôi mở một chi nhánh nhá, mở một chi nhánh CBT Land huyện Lộc Ninh gửi tới cho quý anh chị. Anh công tác viên tôi anh quẹo rồi đó, ở đây có điện ba pha luôn anh chị ha. Điện ba pha luôn nhé. Rồi tôi chúng ta đi theo anh luôn ha. Ở đây có mấy cổng trang trại này. Rồi đi theo anh luôn ha, con đường này người ta đang làm rồi đó. Làm bên ngoài vào rồi, đất rất là rộng lớn anh chị ha, cực kỳ rộng lớn. Rộng lớn anh chị ha, khu vực rộng lớn thì nên chính vì những khu vực rộng lớn mà không có dân ở như vậy thì những cái đơn vị sản xuất những cái dự án lớn, những cái nhà máy lớn người ta mới quan tâm đến những cái khu vực như thế này. Ví dụ như là trang trại chăn nuôi CB, tôi đi từ quốc lộ 13 vào đây tôi thấy 2-3 trại của CB rồi. Và 2-3 trại CB thì anh chị biết là một trại của nó là rất là rộng lớn anh chị ha. Rồi thêm là năng lượng mặt trời nữa anh chị vừa nhìn thấy anh chị ha. Quên không giới thiệu anh chị, tôi có một sản phẩm gần cái khu năng lượng mặt trời đó nhá. Tôi quay rồi. Tới đây tôi về tôi sẽ úp cái video đó lên. Ở đây đúng là
đặt hàng coi là mua đất để trồng cỏ cho bò, tôi thấy mấy con bò thì mình nhớ lại. Đó. Chị thấy không ạ? Khu vực rất là rộng lớn. Đất ở đây thì cũng khá rẻ thôi, không có mắc đâu. Vài trăm triệu một hecta. Vài trăm triệu một hecta chị ha. Đó. Rất là rộng lớn. Rất là đây. Chắc em lên đây ở thôi. Đó, rất là rộng lớn đấy chị nhá. Khu này hả anh? Nói chung là đất trắng đi. Đất trắng. Anh chị tiện thì cái video tôi quay luôn. Đây anh chị ha, là cái miếng này phải không anh? Miếng này ha, 30 hecta hả? 30 hecta. Đúng là như vừa tôi có chia sẻ với anh chị là đất ở đây là một khu vực đất rất là rộng lớn, rất là rộng lớn anh chị nhá. Thế chính vì không có người dân ở nên là những cái doanh nghiệp như đầu video anh chị có thấy đấy, người ta đến đây người ta đặt những cái dự án lớn của người ta, rồi đặt những cái nhà máy lớn người ta. Anh chị nhìn bên kia không? Là những cột điện đó. Đó, không biết anh chị nhìn thấy không ha. Đó, những cột điện đó anh chị nhá. Đó, thì cái đất 30 hectare này nó có hai mặt đường này. Đường này là một mặt này. Đó. Rồi thêm đường này nữa. Đó, anh chị ha. Cái giá mà anh vừa nói có thương lượng không? Giá bao nhiêu nhỉ? Anh nói vừa em nói bao nhiêu quên mất này. Giá 500. 500 một hecta là giá rất tốt anh chị nhá. 500 một hecta là giá rất tốt nhá. Đó. Đấy. Đó anh chị ha. Tôi quay hết sức là chi tiết để cho anh chị xem. Đó. Này chắc tôi không cần phải đi nữa đâu. 30 hecta thì nó bên này. Ở đây thì người ta cắt vuông vức cho mình luôn á. Chạy về bên kia, chạy sang bên kia, chạy bọc về bên này, về đến chỗ tôi đứng là hết. Là hết anh chị ha. 30 hecta thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Thì từ vừa nãy anh chị thấy tôi quay video, quay một cái đoạn đường rất là dài anh chị ha, để vào được cái đất này. Đúng ra là tôi tính quay một đoạn thôi rồi tôi cắt video tôi đăng lên. Thế nhưng mà thấy quay mà thấy càng đi thì càng thấy nhiều cái nhà máy, rồi nhiều cái khu đất mà nó rộng lớn, nên là tôi cũng không tắt camera nữa, tôi quay luôn vào đất luôn đấy anh chị ha. Đó. Còn đây là 30 hecta hai mặt đường anh chị nhá. Xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Toàn bộ ở đây người ta cắt cây hết rồi. Đấy, bên kia thì đấy anh chị nhìn cái cột điện vào, những cái cột điện đấy, đồ điện cao thế đấy anh chị ạ. Đó, thằng đường này ra mình lại ra được cái đường nhựa vừa nãy anh chị nhá. Đấy, còn lại thằng đường này ra thì cũng lại ra đường nhựa vừa nãy, tôi vừa đường nhựa tôi quẹo vào đấy anh chị. Đó, giá bán 500 triệu trên 1 hecta. 500 triệu trên 1 hecta nha anh chị ha. Cái anh cộng tác viên của tôi thì anh nói là có thương lượng. Từ đây về quốc lộ 13 khoảng 15 cây số, khoảng 15 cây số. Về quốc lộ 13 thị trấn Lộc Ninh đấy anh chị ạ. Còn về huyện Bầu Bàng tỉnh Bình Dương thì khoảng 60 cây. Rồi về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 140 cây. Về Đồng Nai thì khoảng chừng 80-90 cây anh chị ha. Khoảng đó đi. Đó, huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước. Đó, thì hôm nay chúng tôi lên đây thực hiện video, quay video đấy anh chị. Khoảng 4 sản phẩm tôi quay mới được 2 sản phẩm thôi. Sản phẩm này sản phẩm thứ 2 thôi. Còn 3 sản phẩm nữa, còn 2-3 sản phẩm nữa thì anh cộng tác viên anh ấy sẽ đưa tôi đi. Thì tôi quay xong tôi sẽ úp lên cho anh chị, để anh chị nhớ theo dõi, đăng ký kênh theo dõi những video, những sản phẩm mới cập nhật từ công ty chúng tôi. Thì tới đây chúng tôi sẽ đặt một cái địa điểm, một cái văn phòng, không phải văn phòng anh chị nhé, một cái chi nhánh của công ty chúng tôi, chứ không phải văn phòng. Trước thì anh chị thấy là chúng tôi nói là văn phòng đại diện đúng không ạ? Còn tới đây chúng tôi sẽ mở một cái chi nhánh của CVT Land Lộc Ninh anh chị ha. Đó. Rồi. Anh chị nào quan tâm đến quỹ đất 30 hecta, giá 500 triệu trên 1 hecta thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn.